Các nhà phân tích du lịch cho biết xu hướng mua tour du lịch trọn gói bắt đầu từ năm ngoái đã tăng tốc vào mùa hè này, mùa du lịch bận rộn nhất kể từ sau đại dịch. Đối với chị Noreen Cannon, người Ireland, việc lựa chọn kỳ nghỉ một tuần cho gia đình quan trọng nhất là giá cả, tiện nghi khách sạn và sự thuận tiện. Chị chọn mua tour du lịch trọn gói tại Magala, miền nam Tây Ban Nha, một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Âu. Khách sạn chị thuê phòng có bãi biển, hồ bơi và khu vực cho trẻ em vui chơi. Chúng tôi chọn gói này vì đây là một khách sạn đẹp và giá cả thực sự tốt. Các chuyến du lịch chọn gói thường thu hút những khách du lịch có thu nhập từ trung bình đến thấp, đang tìm kiếm nơi có biển, nắng mặt trời và các hoạt động dành cho gia đình như câu lạc bộ bãi biển. Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha là một trong những điểm đến phổ biến nhất. Theo nhóm đại lý du lịch ABTA của Vương quốc Anh, các kỳ nghỉ có sẵn đòi hỏi ít sự linh hoạt, chiếm khoảng một nửa số gói được đặt trong năm qua. Thông thường, chúng được ưa chuộng bởi những người trên 65 tuổi, những người đã trải qua thời kỳ bùng nổ làn sóng giao dịch chọn gói đầu tiên. Nhưng hiện nay, loại hình này cũng đã thu hút giới trẻ. Với 56% những người trong độ tuổi từ 25 tới 34 đã chọn tour du lịch đặt sẵn chuyến bay và khách sạn. Theo Euromonitor, chi tiêu cho các kỳ nghỉ chọn gói ở châu Âu phổ biến nhất ở người Anh và Đức dự kiến sẽ đạt 117 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng 11% so với một năm trước và sẽ đạt mức cao nhất mới là 125,9 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Công ty nghiên cứu thị trường này dự báo, ngay cả các gói du lịch đắt hơn thì tour du lịch chọn gói sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 3,5% trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2029, nhanh hơn so với con số 1,3% giai đoạn trước đại dịch 2014-2019.